tin ở Đà Nẵng. Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin vừa diễn ra trong ngày 19 tháng 12 tại Đà Nẵng. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến nội dung tổng quan về không gian mạng, xu hướng phát triển không gian mạng và nguy cơ mất an toàn thông tin, hành lang pháp lý về an toàn thông tin, các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến về an toàn thông tin, các kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin và tự bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng. Phát biểu tại buổi hội nghị, ông Đặng Khắc Lợi, Phó cục trưởng cục báo chí cho biết Hiện nay chỉ số an toàn thông tin Việt Nam đứng thứ 50 trên thế giới. Trong quá trình phát triển hiện nay, chuyển đổi công nghệ số là vấn đề tất yếu để phát triển kinh tế số, xã hội số, công nghệ tạo cuộc chơi mới, môi trường kinh doanh mới.